Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 21 tháng 4 em chia sẻ 39 chiếc đồng hồ, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật Vị Thụy Sĩ. Rất cảm ơn tất cả anh em đã dòng qua ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Và lịch phát video bên em vẫn là sáng thứ 3 và sáng thứ 6 mỗi tuần anh em nghe. Vào lúc 9 giờ em chia sẻ mẫu đầu tiên. Con này là Rado anh em. 1,8 triệu, mẫu này là Rado lên cốt tay cùng nguyên hộp anh em. Hộp da cái vân kiểu dạng nứt ấy. Ở trong thì có lốt nhung. Con này thì nó ring khóa này. Còn dây thì khả năng là dây linh kiện. Tại vì không đóng thấy đóng chữ Rado. Khóa này. Khóa Rado. Mặt xuống còn rất đẹp anh em. Ở phía sau thì góc bên đây có một cái váy trài, váy này là váy trài của cái keo dán đáy riêng anh em nghe, keo mà nó bảo vệ đắp đáy á. Con này size ngang là 28,5. Size dọc là 33,2 anh em. Chạy máy lên cốt tay Thụy Sĩ chính hãng Rado. Sử dụng máy này anh em. Máy lên cốt tay của Rado nha anh em. 17 chân kính. Máy còn rất mới anh em. Máy soi gương. Rồi chiếc này là số 1, 1,8 triệu nha anh em. 1,8 triệu. Mã số 2. Một chiếc Bulova nguyên ring. Con này ring dây khóa nè. Ring cả dây và cả khóa luôn á. Mặt màu champagne rất đẹp anh em. Chạy máy automatic của Bulova. Form cái mặt nó đơn giản thôi. Nhưng mà đẹp lắm. Dây khóa nguyên ring, dây hạt gạo đúc, khóa có búa chữ B luôn. Con này ở trong hình như có đóng, đúng rồi, ở trong có đóng chữ Bulova nha anh em. Cái khóa chữ B rất ít thấy nè. Con này size hơn 35 một chút xíu, 35,04 nè. Mẫu số 2, chiếc này 3,2 triệu. Sử dụng máy hồ trợ cốt tay. Anh em nhìn kỹ cái bộ dây rất đẹp này. Ở trong lớp đáy thì đóng truyện cái này người ta gọi là vũ nữ ba lê đây. Chỉ mẫu Bulova đóng thôi. Đây. Máy chữ B rất đẹp anh em. Số máy là 11HFACD, 17 chân kính, máy đang chạy. Rất êm.
size mặt là 35 hơn anh em nghe, 35 hơn chút xíu thôi. Số 2, con này 3,2 triệu. Mặt số và tình trạng rất đẹp anh em. Cái thép còn nguyên cái sớ riêng luôn nè. Mặt số còn ok lắm. Con này kim cọc lớn. Nhìn rất là tinh tế và đầm tay. Đúng riêng cái chữ Bulova. Điểm đo cái dây tay. Dây còn khá là dài anh em, tầm khoảng 17,5. Ở trong đây còn một cái chốt dây nữa nè. 17,5 nha anh em. Dây còn dài lắm. Mã số 3, một chiếc đồng hồ Rado. Con này là Rado M anh em. Kính đá có bắt cạnh, mặt khẩu phách, ở xung quanh đậm ở giữa nhạt là cái mặt màu kiểu như màu màu nâu á. Dây khóa nguyên ring, dây này Rado búp 2 cá. Chiếc này nắp đáy 3 cá anh em. Dòng đáy 3 cá ngựa. Chạy máy Rado. Con này nấm ring luôn, tất cả nguyên ring. Cái dòng này là nó phải nguyên ring anh em nghe. Cái size này thì cái form này á, là form giống như form mai rùa á. Size ngang là 36,65. Khá lớn nè. Nói chung là form nó hơi vuông mà size ngang 36,65 là size lớn rồi. Hình thức cũng đẹp. Để mở máy chiếc này. Nắp đáy nó siêu cứng luôn anh em. Mở không nổ luôn. Anh em xem máy thì ở ngoài Zalo nha. Xem máy con này thì em sẽ gửi hình qua Zalo. Tên con này nắp đáy cứng quá. Số 2. Ở số 3 con này 2,4 triệu. Mã số 4. Một chiếc Kinshinko rất đẹp anh em. 25 chân kính. Mẫu này thì con này nó chỉ like cái núm thôi. Tại vì cái núm nó về nó hư. Lai dai nhiều quá không mòn, thì em thay cái đấm thôi, ngồi ra thì còn rất ok anh em. Máy lai gót tay của Kinshinko. Đặc biệt cái nước vàng tới 100 micron. Và cái nắp đáy anh em thấy không, gần như là không có dấu vết mắc một miếng vàng nào hết. Logo cái khiên rất đẹp anh em. Cái mẫu này bây giờ hiện tại mà nước vàng đẹp như vậy không còn nhiều anh em. Nó còn rất ít. Tại vì con này size 35 nha anh em. 35 hơn một chút xíu. Cái nước vàng nó không còn đẹp như vậy đâu. Kiếm dùng là cái hàng về bây giờ nước vàng không đẹp. Tại vì người ta sưu tầm, người ta giữ hết rồi. Những nhà sưu tầm người ta giữ hết những con đẹp đó nè. Hiện tại ít, rất ít con còn nước vàng được như vậy. Em xem cái máy này siêu đẹp luôn, rất đẳng cấp của dòng Kinshinko, đóng chữ Kinshinko 154870. Máy lên da rất êm, ở trong lớp đáy nó đóng rõ ràng anh em nghe. 14k gold fill là bên đây, bên đây đóng thêm là 100 micron anh em. Anh em lưu ý nghe, 100 micron không phải 80 đâu, rất dài và nó là cực dài luôn anh em. Đó anh em thấy không? Cái logo tất cả còn rất ok nha. Máy móc thì gần như là cảm giác cũng chưa đụng vít luôn. 25G. Bọc vàng dài lắm. 100 micron mà. Con này size cũng đẹp nữa. Con này có bộ kim
bộ kim của đẹp đấy em, bộ kim kiểu dạng kiếm á, cọc số lớn, mặt số trải tia. Con này về với dây khóa linh kiện anh em nghe, không có dây riêng. Con này số 4, 4,5 triệu. Cái đời này có một cái bộ chân càng khác nữa nè. Nói chung chân càng không có thon như thế, hơi gù gù chút xíu. Rồi mẫu số 5, một chiếc Tudor. Cái mẫu này thì em vừa rồi em đăng có một video lẻ ngày chủ nhật tuần vừa rồi á. Con này là dòng Friendes, 43 triệu anh em nghe. Em giảm 2 triệu so với video vừa rồi. Tất cả là bằng đúc nguyên khối 18K. Ở sau có đóng cái số series này, núm ring của Rolex luôn. Khóa Rolex luôn nè, khóa này khóa Lucky, khóa học vàng á. Còn tốt. Thì cái mẫu này nó sẽ là mẫu bằng đúc 18K, chạy máy automatic, có hỗ trợ cốt tay. Con này thì size 34 nha anh em. 34 đúng luôn á. Anh em muốn xem kỹ cái thông tin á, thì anh em đục lại video cũ là em có video tuần vừa rồi ngày chủ nhật á, chạy máy automatic cái mẫu này. Thì những dòng đồng hồ mà Tudor là thương hiệu rất cao cấp anh em nghe, thương hiệu của Rolex á, thương hiệu nhánh của Rolex. Tudor và Rolex thì cùng một nhà sáng lập luôn. Thì cái những cái mẫu đồng hồ mà nó cao cấp thì nó sẽ đóng trên mặt số, chữ của nó nhỏ thôi, nó tinh tế này, nó không có, nó là không có làm màu mè. Đây nắp đáy đây, chiếc này sử dụng bộ máy Tudor ring rất đẹp anh em, máy đang chạy chuẩn giờ luôn, trữ code lâu và chạy rất ổn định luôn, chuẩn thụy sĩ anh em. Nắp đáy này anh em nhìn kỹ nó đóng này, Tudor trên ở dưới là 18K750, trị một dấu triện bà đầm góc này nè, trị mặt bà đầm đó là dấu triện của vàng đúc 18K anh em nghe. Máy mới soi gương anh em. Chiếc này thì trên cái càng á, nó đóng một dấu triện góc này nữa, cũng là mặt bà đầm anh em, góc này này rất nhỏ như đầu cái tâm thôi. Con này về với sợi dây rất đẹp và khóa Rolex. Thì cái khóa Rolex anh em vẫn dùng được cho Tudor nghe, tại vì nó là Rolex mà. Cái núm cũng Rolex luôn. Đời này thì núm vẫn là núm Rolex. Lai da rất êm. Con này là lai cốt phụ rất êm anh em. Sử dụng bộ lịch 24 giờ. Hỗ trợ 12. Mẫu số 5, 43 triệu nha anh em. Size mặt 34. Mẫu số 6, một chiếc đồng hồ Copa. Mẫu này là mẫu lên cốt tay của Thụy Sĩ này, lên da cũng khá là êm, chạy má cốt tay Thụy Sĩ, nước vàng còn được, dây khóa linh kiện nha. Đó, nắp đáy inox này, vỏ bọc vàng này. Con này mặt số khá hay này, bắt úp. Cái mẫu này cái size đúng là cái size nó không được lớn lắm, nhưng mà cái vỏ nó tràn viền, anh em nhìn thấy cái mặt nó lớn, 34,3 thôi, 34,3 cũng nằm ở mức độ ổn rồi đó. Sử dụng bộ máy này anh em, bộ máy ETA Thụy Sĩ xưa. Con này là 17 nhân cánh này nghe, 17G. Dây khóa linh kiện size mặt 34,3.
Số 6 cần 1 triệu 2 thôi. Số 7 một chiếc đồng hồ Cara, con này là 1 triệu 2, chạy máy logo tay của thụy sĩ xưa luôn em. Cái form này là form thụy sĩ xưa. Anh em để cái cọc số học trò sang chạy sang với cọc số vạch bình thường á, thì nó là đồ rất cổ anh em. Nắp đây nó đóng rất rõ ràng anh em nghe, full nó đóng chữ thép này, rồi xích mát rất rõ anh em. Sử dụng bộ máy này, bộ máy cầu nổi của thụy sĩ xưa 17G, máy đang chạy là nhai cùng em. Mẫu này số 7 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Bọc vàng cũng đẹp lắm. Con này là mẫm nó mạ vàng hồng. Size mặt 33 anh em, không tính nấm. Mã số 8. Một chiếc đồng hồ nó đóng chữ là Scenic. Cái logo cũng lạ lắm anh em. Denix anh em, cái logo nhìn anh em nhìn hình giống chiếc máy bay thì phải. 17G, con này là bạn đang lấy mở trầu anh em, còn khá đẹp nha anh em. Mặt số thì có một cái viền mạ vàng xung quanh khá nổi anh em, nói chung con này cái form nổi lắm. Cái khóa là như khóa lông riêng linh kiện thì phải. Nắp đáy đây, con này thì vỏ 18K 20 micron. Nắp đáy nóc. Size mặt là 34,35 rồi anh em, size mặt 35. Số 8 1 triệu 7. Mặt số rất đẹp anh em, mặt số khá đẹp. Chạy máy lên cốt tay của thụy sĩ. Là dàn khá là em. Để mở máy chiếc này. Chiếc này nó có một cái đáy tràn viền đẹp lắm. Đây cái máy này nè, cũng là máy cầu nổi. Cái tay máy là máy Denro, đúng không? Denro là một cái hãng đồng hồ xưa của thụy sĩ nè, hãng làm máy. Mười bảy trên kính nè, six mét. Máy đang chạy khá là êm nè. Con này cái vỏ, cái nắp đáy làm tràn viền, có nghĩa là nó nằm bằng cái vỏ luôn này, nó sát ra ngoài luôn, nhìn hay lắm. Hình thức cũng khá đẹp, Denix đóng 93 đây nữa, 17G. Con này số 8 1 triệu 7. Dây khóa linh kiện nha anh em. Sao mặt lớn. Mẫu số 9. Mẫu này một mẫu Oma anh em, mặt mắt mèo xanh anh em nha, có nghĩa là xung quanh nó đậm ở giữa nhạt lằn. Con này chạy kim rúng, máy lên dây, thương hiệu Oma là thương hiệu thụy sĩ rất xưa anh em, có những con Oma đáy thuyền anh em gặp chắc gặp vài lần rồi. Đó, cọc số học trò còn rất đẹp đây, tất cả cái mặt số của nó còn nguyên luôn, mặt số ấn xanh khá là hay, chân càng dài. Con này thì dây khóa linh kiện, nắp đáy thì đang làm cái nắp đáy lộ đáy anh em nghe, chạy máy thụy sĩ 17G, đóng góc này này, nắp lộ đáy rất là hay, nấm ring có logo chữ Oma luôn, Oma rồi có logo, nó nhìn nó giống có chữ O và có một cái dấu với mũi tay hướng xuống đây nè, góc này nè. Con này xe lớn mà chạy 2,5 là nhìn cái mặt số đẹp lắm anh em. Size mặt tới 37,5.
3,7,5 là to tay lớn anh em nghe. Tay tầm khoảng như em trở lại mới vừa này, còn tay mà tay 16, 16 năm đổ xuống là hơi hơi nhỏ so với cái đồng hồ anh em nghe. Con này số 9. 2 triệu. Anh em nhìn kỹ mặt số còn rất đẹp anh em, gần như không có dấu vết trầy xước, và cái mặt nó làm ở xung quanh đậm ở giữa nó màu xanh nhạt lằn hay lắm. Lên dài cùng em nữa. Mẫu số 9 2 triệu nha anh em. Chạy máy Thụy Sĩ 17 chân kính. Rồi số 10, một chiếc đồng hồ Skeleton của Citizen. Cái mẫu này thì nó sẽ có hai đời máy. Một đời là máy máy trong có mạ đen anh em. Nói chung là nó phủ sơn đen cái máy á. Người ta gọi dòng là máy đen đó, còn máy này máy vàng. Con này có một cái kim dây màu đỏ khá đẹp anh em. Máy đang chạy. Nắp đáy cũng lộ luôn. 8060A của Nhật. Mẫu này là mẫu Citizen Skeleton. Con này thì cái size ngang của nó là 38,84 87 anh em, 38,87 gần 39 rồi. Lên tay khá hay vì trong cái sợi dây dù. Dây dù này anh em dùng là không có sợ phải đi gặp trời mưa anh em nghe. Giống dây dai nhưng mà nó là dây vải. Thành ra nó rất bền. Lên tay cho anh em xem cái mẫu này, đó. Cái vỏ thì nó sơn đen, niền nó mạ vàng. Thành ra cái mặt số nổi lắm. Chạm máy Skeleton. Đẹp lắm nè. Còn lại là mặt số với lại cái vỏ đẹp lắm. Size mặt gần 39. Con này số 12,4. Anh em nhìn kỹ lại cái bộ máy Skeleton này. Nó làm không thua kém những con máy Skeleton của Thụy Sĩ nha anh em. Còn nguyên cái chữ trên kính anh em. Có nghĩa là kính có chữ còn nguyên luôn. 21 chân kính. Chạy máy automatic của Citizen. Núm ring có chữ Citizen luôn. Số 10 con này 2,4 triệu. Số 11 con này 1,3 triệu. Một chiếc đồng hồ Seiko Liner này. Con này là chạy bộ máy cốt tay. Em đo size mặt trước. Size mặt là 33,8 nha anh em. 33,84. Gần 34 á. Một hôm đo 34 bây giờ đo lại 33,84 nè. Nói chung cái thước, nhiều thước điện tử nhiều lúc không sai số chút xíu nè. Seiko Liner. Trên cái mặt số thì nó có đề mi anh em, có nghĩa là một số vàng cùng vỏ thép. Con này về với sợi dây chất lượng lắm. Dây da bò mây tay, khóa linh kiện, nắp đáy này, còn một con hồ rất cứng này, nhìn nó liền lạc lắm. Cái mẫu này thì tay cỡ tay như 16 năm là đeo hợp lý này. Đây, sử dụng bộ máy này, máy đang chạy rất êm, 23 chân kính. Số 11, mẫu này 1,3 triệu nha anh em. Số 12, mẫu này 1,5 triệu, một chiếc Touring của Thụy Sĩ. Con này thì nó đặc biệt ở mặt số bao công. Chính xác hơn á, thì mặt số nó sẽ là màu xám tro anh em nha, xám khói á, mà nó đậm thôi. Nếu mà anh em tin ấy thì nó sẽ thấy có một cái những cái đường vân. Nó chạy đồng tâm trên bằng số này. Mịn luôn á. Con này thì vỏ còn ok. Dây khóa linh kiện.
nắp đáy đóng chữ Tuareg cho anh em. Chạm với Thụy Sĩ lên cốt tay. À con này có một lịch gốc 3 giờ nha anh em. Hiện tại là ngày 17 này. Ngày 17 đúng không? 18 này anh em về top 8 giờ đi, lên lại thì xem nó nhảy tiếp này, 19. Đó. 24 giờ 19 12 nha anh em. Tuareg. Má lên có tay Thụy Sĩ xưa. Những cái mặt Thụy Sĩ thì nó rất ít khi cái mặt màu anh em. Ít lắm. Như con Oma với lại những con Tuareg này thì nó mặt màu. Còn anh thấy Thụy Sĩ mặt màu hồi xưa giờ anh thấy không có nhiều. Rồi, mã số 12, 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi mặt số cũng khá đẹp. Chạy máy 21 chân kính của Thụy Sĩ, máy Lego tay. Tuareg là thương hiệu rất xưa anh em. Số 13, một chiếc đồng hồ KX hay gọi là Kinseco anh em. Hai biết chạy máy 5625 đúng không ta? 5625 hay 5626 gì đó. Để mở máy cho anh xem. Con này về với dây khóa linh kiện. Mẫu này là nắp đáy không có logo nha anh em lưu ý nha. 5625. Cái anh em để ý nè. Nó ghi 562 và số 5 ở đây, số 6 ở dưới. Hoặc là số 6 ở đây, số 5 ở dưới thì cái máy này anh em có thể bỏ 5625 và 5626 và cái vỏ này. Có nghĩa là nó chung. Còn có phone 8000. Có nghĩa là nó chung máy trong cái dòng máy này được anh em nghe. Còn đọc mặt số là trùng nữa. Chạy máy Seiko Automatic KX, dòng máy cao cấp của Seiko. Con này foam thì gần 37 này, 36,8. Không tính núm. Chiếc này thì anh em nhìn kỹ cũng thấy rồi. Góc màu này có lên dầu. Màu hơi vàng vàng chút xíu. Ngoài ra kim cọc cũng đẹp, kim trâu rất êm anh em. Con này thì sử dụng 2 lịch. Năm sáu hai năm để em kiểm tra con này hình như 5626 là một lịch đúng không? Đây sử dụng bộ máy này còn khá là mới đây đúng rồi, máy 5626 nha anh em. 5626 máy sử dụng cái hai lịch đó, còn 5625 thì một lịch thôi. Máy cốt trợ cốt tay và đang chạy. Em nhớ là có một đờ ở dưới nắp đáy ấy, có nó đóng với chữ KX nữa, nhưng mà KX inox thôi. Còn cái đờ này nó không đóng gì luôn. Còn có đờ này đóng có logo KX cho anh em biết rồi. Mẫu số 13 2 triệu rưỡi nha anh em. Tiếp theo số 14, một chiếc đồng hồ Citizen Deluxe rất đẹp đây. Cái mặt số đề mây cũng đẹp cực kỳ luôn. Xung quanh là những cái đường vân xoáy, ở trong có một cái mặt trải cát này. Chạy ba kim. Máy Lego tay. Mặt số nó cọc số nó hình mũi tay khá hay này. Nói chung con đồng hồ nhìn thu hút lắm. Nắp đáy đóng chữ Citizen Deluxe. Full thép luôn, con này chân càng rất đẹp nè, form cũng tương đối mỏng, đây cũng chưa có đánh bóng luôn, còn nguyên sớ riêng cho anh em nào về chơi. Em mở máy chiếc này, cái máy Citizen Deluxe này thì nó cũng phổ biến nè, trong cái dòng máy thì chắc chắn anh em chơi Citizen là biết hết cái dòng này. Máy cốt tay chạy 21 chân kính, con này chạy ba lăng gai khá là em.
sau còn nguyên cái những cái chữ mà cái những người mà lau dầu, thợ lau dầu trước anh em nghe, ở nước ngoài luôn á. Con này chắc là của lau dầu ở Nhật này. Chữ nói chung là ký hiệu của ở Nhật người ta lau dầu, người ta ký hiệu mình không hiểu được cái này. Họ ghi ngày cũng khó hiểu lắm. Nhìn không biết ngày mấy. Con này số 21 con này số 14 1,8 triệu nha anh em, 21 chân kính. Mặt số cực đẹp luôn anh em. Nhìn cái mặt nó thu hút lắm, cọc số bự nữa. Em đo có sai. Sai mặt 34,9 nha này, gần 35. Số 14 1,8. Số 15 700, một chiếc đồng hồ Seiko Chronos chạy máy 21 chân kính, lên cốt tay. Con này kim, bộ kim dạng hình que á, nó mạnh lắm. 700 thôi. Con này như về trong cái khóa Seiko anh em nghe. Khóa Seiko và dây của Seiko thì phải. Đúng rồi. Cái Seiko anh em. Chronos 114009. Sử dụng bộ máy này, bộ máy cầu đôi, có nghĩa là ba lăng nó đóng hai cái vít cho anh em, trên và dưới này. 21G lên cốt khá là em. Nói chung là máy đẹp anh em, máy cũng ok lắm. Những cái số series góc này nè, những số series này này nó đều có đóng thêm một cái quy trình rõ ràng anh em. Nói chung là mình không hiểu thôi, em cũng không có tìm hiểu những mẫu nó cái kiểu này, nhưng nhiều anh em tìm hiểu ra thì nó đóng theo năm này, theo lô này, tất cả theo cái một cái quy trình rất là nghiêm ngặt nha anh em, không phải đơn giản đâu, đồ hãng nên làm như vậy đó. Số 15 700. Sai mặt 33,5 nha anh em. Rồi số 16, một chiếc đồng hồ Citizen. Citizen Tidex, con này mặt số rất đẹp anh em. Kim kiếm rất hay là kim đá lúa. Có một lịch gốc đây nữa. Thường cái dòng Citizen Tidex nó sẽ là không có lịch này. Có lịch nó đóng rõ ràng là Citizen Tidex này. Hiện tại là ngày 14, chạy máy lên gốc tay của Nhật. 21 chân kính. 15 anh em trở về góc 3 giờ, góc 9 giờ đi. Lên lại thì nhảy tiếp mà 16 này. Đó. Nó đóng rõ ràng là CN Thai, rồi nó gạch ngang chữ Death nữa, nó chấm chữ Death nữa nè. Mới lên da rất êm. Mặt số cực đẹp luôn. 1,8 triệu nha anh em. Nắp đáy đây. Đóng CN Thai Death. Đó, những số series này anh em để ý này. Số dài số ngắn gì nó cũng có cái lịch sử của hết, chứ không phải là đám đi vui nha anh em. Cái máy này nó cũng tương tự giống cái con máy số 14 này nè, số này nè, giống như vậy nè, gần giống như vậy. 21G 232. Máy này thì nó sẽ có một cái lịch thôi, thêm một cái lịch nữa thôi. Còn có cái máy nó gần như tương tự. Máy còn rất đẹp đấy nè. Bên em thì anh em cũng biết là khi mà hàng em đi, em kiểm tra rất kỹ về máy này. Nhưng mà dù kiểm tra kỹ cách máy thì nó cũng có sai sót anh em nghe. Đồ xưa mà, không phải đơn giản một chiếc máy mà một con đồng hồ mà từ thập niên 40, 50, 60, 70
mà mình lâu lại mình lâu vào rồi bảo hành lại cho người ta nữa, cho khách nữa, thì không có đơn giản nha anh em phải hiểu giùm em nha. Bởi nhiều lúc 100 chiếc đi thì có 1-2 chiếc nó bị thì anh em thông cảm và gửi về em xử lý liền anh em ơi. Chỉ những cái shop đồng hồ mà thực sự có năng lực á, có uy tín thì người ta mới dám bảo hành những chiếc máy đồng hồ thờ thờ mà tầm 7 tới chục năm thờ ông nội ông ngoại. Bây giờ này không có đơn giản chuyện đó, thành ra là khi mà chiếc đồng hồ đi mình có vấn đề gì á, lỡ mình trúng tai này mình có bị gì thì anh em cứ bình tĩnh, em sẽ xử lý hết từ đầu tới cuối nha anh em nghe. Một chiếc Shima quạt của nữ này, con này con có hộp này, hộp này hộp. Ồ hộp này không phải của Shima anh em, có hộp không? Số 17600. Hộp da đẹp ghê. Chạy 3 kim dòng Silot thì phải. Chạy máy pin, con này chạy máy pin của Thụy Sĩ này. Hình như dòng V8 phải. Mẫu này của nữ anh em nghe, nữ mà tay lớn á, hoặc nữ thích đeo đồng hồ sai mặt lớn 31,2. Hiện tại thì em thấy những bạn nữ trẻ vẫn thích đeo những chiếc đồng hồ sai mặt lớn này 30, có gì bạn đeo tới 35. Con này dây tay là 16 đổ lại anh em nghe, lưu ý nghe, 16 đổ lại. Những cái mẫu này đề mi thì anh em chắc chắn không kiếm được mất dây đâu, chắc chắn 100%. Thành ra khi mua những mẫu này mà dây tay nó mà thiếu thì nó rất là mệt cho anh em. Bây giờ em tím không ra thì anh em kiếm không ra đâu. Rồi số 17600. Còn hộp không phải là hộp riêng. Số 18, một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này hình như là cũng là đề mây luôn đúng không? Đúng rồi, con này nó ghi là Roventa Hennes của Thụy Sĩ. Chạy máy V8 của Thụy Sĩ anh em nghe. Cái máy không á là nhiều lúc anh em mua cái máy mà để thay thế, khi mà một con đồng hồ bị hư á, chỉ cần mua IC, mua cái cuộn dây không á là cũng đủ tiền mua con đồng hồ rồi anh em. Nó thực tế là như vậy. Con này là nó mặc số rất đẹp anh em, nó ghi là Roberta Hennes, chạy máy Thụy Sĩ. Con này hiện tại hình như là đúng rồi nè, máy Thụy Sĩ. Size mặt 32,73. Không tính núm. Con này Gia Vinh nha anh em. Gia Vinh có logo hình cái khiên. Rồi. Còn hộp ring luôn. Con này hộp ring này, số 18, con này 500. Số 19, mẫu croton, con này 950, mẫu croton mặt văn sớ khá hay. Con này nó sớ theo hình caro này, sớ qua đây sớ lại đây, kim dây có một kim dây có mũi tên đỏ này, là đồ rất xưa anh em nghe. 17 chân kính lên dây. Em xem cái máy, cái dây linh kiện nha anh em, dây lụa linh kiện. Con này vỏ xi máy vàng hồng rất đẹp anh em, có chữ Croton. 17 chân kính, thương hiệu cũng là một thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ rồi. Cái vỏ này vỏ xi nha anh em, vỏ xi. Nó đóng rõ ràng này. Croton Watch Switch. Cái vỏ xi thì cái chuyện vỏ xi em có báo với anh em nhiều lần rồi. Những cái vỏ xi này thì đầu tiên em nghĩ cái vỏ xi nó, em nghĩ cái vỏ thép nó đắt tiền hơn cái vỏ, cái vỏ xi, thành ra người ta làm vỏ xi nhưng không phải nè. Cái việc đó là nghĩ tới chuyện đó là như vậy nên là sai lầm rồi thì phải. Thì cái vỏ xi nó, em nghĩ là nó gia công dễ hơn thì người ta làm vỏ xi. Và thứ hai nữa, cái vỏ xi là vỏ đồng mà anh em mạ chrome lên á là nó đẹp cực kỳ luôn. Tại vì em về nhiều con đồng hồ đời mới á, nhiều con đồng hồ vỏ xi cũng mới á, thì cái vỏ đẹp hơn vỏ inox nhiều lắm em, đẹp hơn nhiều luôn á, tại vì nó lên chrome là thấy nó bóng hơn inox nhiều. Em thấy không? Màu inox này. Đó, góc này có một màu xi này. Nó bóng hơn cực kỳ luôn. Thành ra là người ta dùng vỏ xi. Những con đồng hồ cao tiền, đắt tiền người ta vẫn dùng vỏ xi nha anh em. Con này mặt số cực đẹp luôn em.
màu màu kiểu như màu màu trắng sữa hay lắm, mà nó có những cái vân sớ hay lắm. 950, con số 20, con này 800 một chiếc, nó ghi chữ là Exun 17G. Con này vẫn là form xưa của Thụy Sĩ, đặc biệt con này có một bộ cọc dây, là những cọc lớn này, những cái chấm dây lớn này, vẫn là cái mẫu đồng hồ xưa. Mặt số có liên dòng, dây khóa linh kiện. Máy rất đẹp anh em, bộ máy nhìn nó hay lắm, 17 chân kính, máy đang chạy anh em nghe. Con này số 20 800, dây khóa linh kiện. Rồi số 21, mẫu này là 1,4 triệu một chiếc đồng hồ graphic anh em, graphic cái logo chữ A, con này cũng là hàng xưa rất cổ rồi. Cái mẫu này thì nó sẽ kim cọc số mạ vàng hồng anh em, mặt số có lên dầu, nó mạ vàng hồng anh em nghe, không phải vàng vàng. Lớp đáy cũng rất đẹp đây, một con đồng hồ nó khá liền lạc, vẫn là cái vỏ vỏ xi mạ em nghe, mạ chrome lên thấy thấy không, nó bóng hơn cái thép bị nóc rất nhiều nè. Size 133,3 anh em nghe, con này thì chân càng dài, lắp đáy thì nóc, còn vỏ là mạ chrome mẫu đồ xưa, thì cái vỏ cũng khá là đẹp anh em, anh em nhìn kỹ vỏ cũng khá là ok đó. Tất nhiên là những cái mẫu này thập niên 40 50 nó về mà còn vỏ đẹp như vậy thì em không nghĩ là lý do gì mà anh em mang một vài năm mà nó bị tróc ra đồng anh em nghe. Người ta nói là của bầy tại người ấy. Anh em phải giữ những mẫu đồng hồ đó nha, nó trải qua biết bao nhiêu thời kỳ mà về tới đây vỏ cũng đẹp như vậy, mà tới khi anh em dùng cho một hai năm đi mà vỏ nó ra, anh em sợ cái vỏ nó ra đồng hết thì chuyện nó không có đúng rồi nè, mình phải giữ chứ. Máy cũng rất đẹp nè, 15 chân kính nè, máy 15 chân kính là máy cực kỳ xưa luôn á, tại vì sau này người ta làm 17 chân kính hết rồi, logo đóng rất rõ ràng luôn, nó đóng 1914, cái thương hiệu này như là năm 1914 thì phải. Con này số 21 1,4 triệu. Số 22, mỗi này 1,2 triệu, mỗi này hình như em giảm giá lâu trước này, một con Rodania của Thụy Sĩ, chạy bộ kim khá đẹp anh em, bộ kim kiểu ngòi bút á, thì nó chạy nhọn cái đầu 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 anh em nghe, mặt số là cọc số xưa, cái logo giống như của Mercedes. Nắp đáy đây, con này anh em xem máy thì mở gửi qua Zalo nghe, con này là cái mẫu mở nắp tray, nó đóng rất nhiều chữ này, Brevet, Ingeplock, Antimatic, rồi Sigmat, rồi số series ở dưới nữa. Số 22, 1,2 triệu. Size mặt 32 nha anh em, 32. Rồi số 23, mẫu này 2,4 triệu một chiếc lông zin lên gót tay, mặt số bự này, con này phom tan mà phom tan bự luôn á,
size ngang của nó là 29,7, size dọc cả càng luôn anh em, cả càng thì 31,85, gần 32. Lông jean nhìn rất hay này, siêu tăng á, số 23 2,4, mẫu này chạy máy lông jean lên có tay anh em đó, nên có thể anh em lấy cái tay đưa cho mình đưa lên thôi. Và lưu ý nha, những cái mẫu này hoặc là mẫu lên dây bình thường thì anh em cố gắng lấy cái đồng hồ khỏi tay á, kiểu như mình đừng có đeo lên tay á, thì mình lên dây xuống mình đeo vào lại nghe. Đó, quy trình lên cốt tay hoặc lên cốt phụ cho đồng hồ là như vậy nè, kể cả những cái mẫu đồng hồ đời mới bây giờ hãng người ta yêu cầu như vậy, hãng đưa ra cái người ta gọi là cái yêu cầu để mình có thể sử dụng đồng hồ nó bền hơn. Tại vì khi anh em mà cầm để lên tay như vậy, anh em lên dây thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái ti anh em nghe, cái cốt đó nó bị cong vây, nấm bị cong vây rất nguy hiểm. Thành ra hãng người ta sẽ khuyến khích mình lấy đồng hồ ra khỏi tay. Anh em mở máy, anh em chờ xíu nha. Sử dụng bộ máy này anh em, bộ máy lông jean còn rất đẹp anh em nghe, máy lông jean 17 chân kính, đóng chữ 425 thì phải, hay 426 gì đó, 428, khó thấy quá, còn mới cứng luôn. Nắp đáy đóng anh em nè, rồi con này số 23 2,4 nha anh em, máy móc nghiêm chỉnh. Số 24 950 thôi, một chiếc đồng hồ Seiko xưa, cũng là phong đề mi anh em, cái vỏ này nó mạ vàng, nó bọc vàng, còn nắp đáy inox, con này phong xưa luôn, chạy máy lên cốt tay. Con này size 30,04, về chung với sợi dây chung anh em nhé, dây còn dùng ok á, nó đóng chữ 14k gold fill bên dây, có nghĩa là cái niềng tray nó gold fill. Rồi để em mở cái máy đây. Con này chắc phải là mở máy sau đây, tại vì cái được rồi. Máy cũng khá là mới, khá ok nè, chạy ba lăng gai. Lăng gai cũng êm nè. Anh em lưu ý là em báo rất nhiều lần anh em nghe, trên cái nắp đáy có một cái miếng lệm rất nhỏ này, để anh em muốn mở được cái thì anh em nên để hai bên đây, thì bên đây không được là trắng cái nấm, anh này đậu duyên nấm, và cái chữ trên cái mặt đồng hồ nắp đáy sau anh em không cần phải để, nhiều anh em bắt buộc phải để như vậy này, làm rất phiền anh em, để như vậy này, đó có nghĩa là anh em muốn cái chữ này nó phải thẳng với lại chân không có đúng. Nó phải cái miếng lệm nằm phải góc bên này để mình mở bằng dao, mình đưa vào những tiện hơn, còn bỏ bên đây là mở nó cắn cái càng rồi, chưa kể là nó có một cái dụng cụ để anh em mở, một cái bàn mở, thì khi đưa mở vào có một lưỡi dao qua đây này, lại lên rất đơn giản, còn anh em để góc này thì được, bàn mở đưa vô không được nghe. Số 24 950, mặt số còn khá ok đây, nói chung có lên dầu nhẹ rồi. Size mặt 30,05 thì phải.
số 25, một chiếc đồng hồ Omega Divin máy pin. Máy pin nha anh em, chạy cọc số La Mã 2,5 triệu. Cái mẫu này là dây khóa ring luôn. Rất ít khi em thấy cái dây như vậy của Omega nè. Dây khóa rất ít khi thấy như vậy luôn. Mặt số cọc số La Mã rất đẹp, form to nữa. Omega form nha, là form lớn rồi. Con này hiện tại em thấy Omega hiện tại có những con pin cũng tương đối rẻ nè. Hồi xưa những mẫu này em thường bán 3,5 triệu hết á. 31,7. Còn form dọc là form tư. Em đâu có niền trên thôi nghe, đâu có đỏ dưới thì đó, 31,49. Đâu có dưới thì to lắm. Con này là form liền dây. Những mẫu này form liền dây này, và dây của nó là tăng đơ được. Mình có thể nới ra vô vô tư nha. Còn dây còn khá là dài mà. Tăng đơ thoải mái nữa. Lên tay rất đẹp này, nói chung là rất đầm tay. Chạy máy vàng, máy Omega, em xem máy thì em sẽ gửi hình qua Zalo nghe. Những cái mẫu này thì mở máy trực tiếp nguy hiểm lắm. Tại vì còn pin này nọ nữa. À, cái mẫu này thì nó sẽ có một nút nhấn anh em nghe. Em chỉnh quay như bài này, chỉ anh em chỉnh nè. Đây rút ra một nắp thì anh em chỉnh cái kim giờ thôi. Đó. Muốn ví dụ tới 1 giờ đi. Rồi anh em chỉnh tới 1 giờ 15 đúng không? Thì trên cái vỏ này có một nút nhấn. Rồi em lấy cái kim nhấn cho nó. Ok đây. Đây. Trên cái vỏ có một nút nhấn nha. Anh em nhấn vào đây nè. Anh em nhấn đợi khoảng hình như là 10 giây đi. Sau anh thả ra nhấn lại liền. Đó thì nó xoay nghe. Nó xoay tới 1 giờ 10 đi, 1 giờ 10 15 tiếng lâu. Lưu ý là anh em phải nhấn đợi tầm khoảng 5 7 giây để em thả ra nhấn lại liền nghe. Rồi. Đó, thì bây giờ chính xác là 1 giờ 10. Ok chưa? Còn cái nút này á, thì anh em rút ra chỉnh chỉnh mẫu kim giờ thôi. Cái máy làm khá là hay, hồi xưa của Thụy Sĩ, của Omega, hàng chính hãng, hàng in-house anh em. Này cái nắp đáy đóng này, cái dây đóng này. Rất kỹ càng này. Số series ST đầy đủ hết luôn. Con này form cũng tương đối mỏng nữa. 6,2 ly thôi. Rồi số 25, 2,5 triệu. Mặt số còn rất đẹp anh em. Số 26, một chiếc Engine đúng không ta? Một chiếc Engine anh em, một chiếc Engine máy pin, chạy máy Thụy Sĩ. Form đề mây rất đẹp anh em, hình như cái kính nó trông hơi mờ á. Nó mờ kính nên khi mà gửi em sẽ lau kính cho anh em nghe. Kính này hơi mờ. Kỹ cũng bị động cái, người ta gọi là động động xương, để lâu ngày thì mờ lắp kính. Phô đường mi rất đẹp anh em, ở nắp đáy sau từ nguyên cái miếng dán này. Vỏ mạ vàng đây, nóc miếng dán riêng vẫn còn luôn. Con này đặc biệt cái nấm góc 4,5. Góc 4 giờ này. Size 32,6 dành cho nữ. Mẫu này số 26, 550. Mẫu 27. Con này là con Vintage Alba Success. Con này là chạy cái máy nhặt anh em nghe. Form xưa, da linh kiện, da lụa linh kiện. Nắp đáy đây. Con này hàng nội địa nhặt nha. Cọc số học trò nhìn khá là hay, bộ kim cũng xưa luôn. Ngang là 23,3. Size dọc thì nó 32,56 này. Không biết cái đồng hồ làm số có lẽ hay không, mà đồng hồ thứ em đo không bao giờ trùng một số, rất ít khi đồng hồ mà nó tròn số này. 27,35. Rất ít khi tròn số luôn. Lý do đây. Rồi, một chiếc đồng hồ thời trang rất đẹp của nữ em nghe, chạy máy nhặt. Nó đóng hay lắm, cầu kỳ lắm. Mặt nó full tròn luôn, nó mạ bằng hồng. Trên cái dây thì nó hoa văn gì cũng
nhìn cũng hấp dẫn lắm, mới mới cứng luôn này, nó mới và nó nặng lắm. Ha, nó cháy nóng này, chạy máy nhặt anh em nghe, còn miếng dán đáy luôn á. Số 28 450, xe ngang là 20. Cái dây tay này bao nhiêu ta? Dây tay này thì tầm khoảng 16 năm anh em. 16 năm là vừa y nghe anh em về thay bớt dây nghe. Cái mẫu này nó chung tương đối to. Chị em nào thấy mình cảm giác mình thích cái mẫu này thì mình mới đeo được nghe, tại vì nó hơi to đó. To nhưng không có thô anh em, to nhưng vẫn đẹp. Dây tay thì về cắt bình thường anh em, về mình cứ lấy cái chốt mình đục ra. Nó đục ra chứ mình gõ gõ nhẹ nhẹ nó ra liền anh em. Anh em nhìn để ý nè, em sẽ chỉ cho anh em xem một lần nha. Ở cái chốc dây thì nó sẽ có hai cái lỗ, bên này bên này. Thì cái bên cái lỗ nào cũng có một cái đường gạch giống như cái vít cho anh em. Đây này thấy không? Đây này góc này nè. Góc này. Đó, cái đường gạch giống như một cái tray, mặt tray của con vít á, có một cái đường dấu trừ á, thì anh em sẽ đục đối diện nha, đục đối diện là qua. Vậy thôi. Hàng cổ. Rồi, mặt số rất ok anh em. Số 28 450. Dây tay 16 năm. Số 29, một chiếc đồng hồ Seiko chạy máy automatic của Nhật anh em, máy auto nữa, của nữ á. Dây tay 16 năm. Con này thì size mặt 23,89 gần 24. Số 29300. Mặt số màu xanh khá đẹp anh em. $30,450 một chiếc Engine. Chiếc này đẹp này anh em. Chạy máy Nhật anh em nghe. Con này chạy máy Nhật. Chiếc này đẹp nè. Nó làm cái mặt số khá chịu cách. Dây khóa linh kiện anh em. Mặt số đẹp lắm. Vỏ đẹp lắm. $28,34. Số 34,500. $31,350 một chiếc đồng hồ làm theo kiểu cổ này, thời trang chạm kim rút, hình như là của đúng rồi, của Novil, chạy máy Nhật anh em nghe, chạy kim rút khá hay luôn á, đẹp nó đính đá luôn, rồi cái vỏ nó mạ vàng đẹp lắm. Xe ngang là 20, còn là 31,350. Xe ngang là 30 chứ không, 20 đúng rồi, 20,8. 31,350 anh em. Con này chạy kim rúng. Tôi kiểm tra cái nắp đáy chưa đại kỹ. Rồi ok. $35,500 nha anh em. Chiếc số 32 cũng $35,500 luôn, một chiếc đồng hồ EXL anh em. Nó hình như là Yves Saint Laurent thì phải. Đúng rồi. Chạy máy Nhật anh em nghe, form đề mi, lắc tay cho nữ, size mặt 24, số 32, $35,500. Số 33, một chiếc đồng hồ
của Vega đây, thương hiệu này như của Citizen thì phải, kiểu như đề mây kêu nữ luôn, lắp tay size mặt 25, 350. Ba mươi bốn một sợi dây đây, sợi dây này cũng ít thấy lắm, một sợi dây vàng này, bọc vàng em, 10k gold fill top cặp, có nghĩa là trên ở trên nó sẽ là 10k gold fill, nắp ở dưới mặt dưới thì nó sẽ là inox anh em, có nghĩa là cái thép ở dưới là thép inox này, còn trên là vàng trắng, bọc vàng trắng anh em, gold fill bọc vàng trắng á. Sợi dây này hình như của thường là của Mỹ này, vẫn như mẫu này của Mỹ thì phải. Đó, tay mặt bằng trắng như như là thép anh em. Còn rất ok luôn á. Dây dây còn dài, dây chung được cái đoạn này, còn cái đoạn này là đoạn như là cứng luôn anh em nghe. Đoạn này là nó làm theo kiểu cứng luôn chứ không phải là mở được đâu. Còn đây chung được nè. Để đo cái đầu dây. Con này thì dây nó 17,2 anh em. Đúng. 17 phải cho 17 phải 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 3 đi nè, 17,3 và phải 4 đi. Em đo xem nó kẹp giống khó dữ đi. Đây, 17 phải chính xác là 17 phải phải 4 đi. Thì anh em bỏ vào 18 được nha. Bỏ 18 được, hoặc là nếu anh em có cái đồng hồ 17 thì mài luôn. 17,4. Mài luôn xuống 17 luôn. Hoặc dưới 17 chút xíu là ok. Đó, lên tay khá hay nè. Em thích nhất cái dài cái kiểu như vậy, kiểu mà ở trên nó tới 17 mà dưới còn 14 thôi á. Nó cái dài nó thon là đẹp lắm. Rất thích hợp những chiếc đồng hồ mà size tầm khoảng 30 35. 30 tới 35 á, với lại không phong tanh á thì những cái dài đẹp lắm. Số 34 400. Bọc bằng trắng nha anh em, không phải inox. 35 300 một chiếc đồng hồ Seiko của nữ. Kiểu lắc tay. Chạy pin nha anh em. 19,96 gần 20, số 35 300. Những cái mẫu này hàng nội địa hết chứ không phải là hàng lắp ráp nha anh em. Ba mươi sáu một chiếc đồng hồ mặt màu vàng nhạt rất đẹp anh em, nhìn trên nữ. Con này thì kiểu như là kiểu thời trang á, 23 27,48 nhìn trên nữ, dây khóa nguyên ring luôn. Nó đóng là chữ Ven này, Venter. Đó. 36 300. Da tay 16 năm. Chiếc số 37 một chiếc đồng hồ điện tử khá hay này, 350. Nó của hãng này đây không có thấy. Ở trên đây là dây khóa nguyên riêng luôn. Thì ở trên nếu một cái chốt anh em nghe. Điện tử thì nó nút nhắn, thành ra nó thủ sẵn cho mình một cái chốt, làm sẵn mình một cái chốt này, anh em nhắn vào đây, nhắn trên này, anh em chỉnh giờ này nọ nha, nhắn dưới này, đó anh em tự về chỉnh nha, em cũng không biết chỉnh cái mẫu này, bỏ pin là nó lên 37 350, nguyên bản là như vậy, nhìn cũng được lắm. 38 chiếc đồng hồ Seiko rất to này, con này cái mẫu đồng hồ nó cũng ở mức độ bự á, 750. Thì nó có, nói chung là nó có cũ thời gian em nghe, nhưng vẫn dùng tốt á. Thì cái nút đây á là nút lên code cho đồng hồ chạy đây, nên vặn thứ này anh thấy code cũng khá là lâu đó. Rồi cái nút đây á, thì anh em vặn theo hướng ngược lại để cho chung reo, còn reo thì hở đâu luôn. Rồi anh em vặn cái nút này, đây cái kim tray á, kim rút tray á thì cái đồng hồ nó reo luôn nghe. Còn kim đứng dưới là kim rút kim dây đang chạy đó. Máy 8 giờ đúng không? Cái nút nhắn đây là tắt anh em nghe, cực kỳ to luôn. Đó, em nhắn nhẹ là tắt này. Số 38 750. Hình thức cũng ổn, nó đóng chữ cái mét Sekusa của Tokyo Japan. Rồi
chiếc số 39, một chiếc đĩa bàn còn rất mới này, hai chân kính của Nhật 650 thôi. Chiếc này thì nó chạy một OCOD thôi, nó dùng chung cả giờ với lại chung reo và chung. Thì cái mẫu này anh em chỉnh ở đây này, chỉnh góc bên đây này, bánh xe ở đây vặn vặn một chiều anh em nghe. Con này nó reo đó, em nhắn lúc này là nút mở tắt reo này, này góc này này còn khá là mới. Số 39 650. Kết thúc video rồi anh em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em theo dõi video. Nếu thấy hay, anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like trên YouTube. Bên em vẫn bán hàng qua số điện thoại và một tài khoản ngân hàng anh em nghe. Em muốn nhắc để nhắc lại nhiều lần cái vụ này để anh em khỏi bị kiểu như chuyển khoản nhầm hoặc là chuyển khoản lộn, hoặc là nhiều người có hành vi mà người ta lừa tiền mình á, thì anh em lưu ý cái vụ đó nghe. Hai số điện thoại có dưới mô tả video và một số tài khoản của Vietcombank mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.